Xin chào các bác. Nay bên cửa hàng nhà em sẽ giới thiệu và báo giá cho các bác tham khảo hai dòng mẫu loa bát 40 từ 220 côn 100. Ở đây bên cửa hàng nhà em có hai mẫu. Đó là mẫu loa bát 40 RCF và mẫu loa bát 40 JBL màng tím. Đây là hai dòng mẫu loa bát 40 từ 220 côn 100 phổ thông nhất và bán chạy nhất trong tầm giá cho các bác chơi và được rất nhiều bác khách lựa chọn, tại vì hai dòng này nó trong tầm giá mà chất lượng luôn cho các bác xài. Thì sau đây bên cửa hàng nhà em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết từng mẫu, thông số kỹ thuật của nó và báo giá từng mẫu các bác nhé. Để em đi vào giới thiệu dòng mẫu bát 40 JBL đi. Ở đây thì các bác hình dung nhá, cái con bát 40 JBL màng tím này để cho các bác chơi loa full hoặc là các bác chơi làm súp cũng được, nhưng mà con JBL này đa số là để làm full hát karaoke. Còn với dòng RCF này cũng thế, dòng RCF này thì nó lại chuyên súp các bác nhá, làm full cũng được. Nhưng mà nếu mà để thiên về làm full ý, thì con 40 JBL này nó hơn này. Còn cái con chuyên súp thì các bác chơi RCF cho em. Thường thường là em hay tư vấn cho khách là như vậy. Đây các bác nhá, đây là bát 40 JBL. Con này xương của nó là xương gang các bác nhá. Đây là bản xương của nó sần sần như thế này này. Xương rất là cứng luôn. Và cái bản này của nó là bản 2, 4, 6, bản 8 thanh xương. Rất đây nhá, bản 8 xương này. Và thiết kế của nó nhà máy sản xuất sẽ làm như này. Con này của nó là màng màu tím khoai môn và xếp ly, màng xếp ly lượn sóng, gân vải tẩm dầu 3 gân. Những cái dòng 40 JBL bao giờ đặc điểm nhận dạng là nó sẽ có hai cái tai thỏ như thế này các bạn này, mũ đen rất là xịn sò luôn. Và đây anh em đã nói từ đầu video, từ 220 cổ côn 100 đây, nhện màu vàng, từ dày nhá, bích dày. Con này lên thùng cho các bác chơi thì tiếng ca rất là sáng, rất hay, hát karaoke. Bác nào đi làm sự kiện sân vườn thì chơi dòng này thì đánh uy lực luôn, rất hay luôn các bác nhá. Tiếng dưới dòng JBL tiếng của nó là tiếng sáng, kẹp lỗ bích thép màu đen này. Và dòng 40 JB thì là đây, cọc chạm của nó như thế này các bác nhá. Dòng 40 JB là nó biểu tượng của nó sẽ có ba cái lỗ này ở phần mặt T này, bích thép màu đen. Đấy, các bác lên thùng chơi con này cho em thì con này có công suất là 800W. Các bác nhá, 800W trên một cái loa. Với dòng bát 40 JBL này thì dòng này em đang bán là màng tím này, em đang bán là 2.850.000 một đôi các bác nhá. 2.850 một đôi. Giá là như vậy các bác nhá. Và chuyển sang em giới thiệu cho các bác dòng củ loa bát 40 RCF. Con này làm súp, các bác nào thích chơi full mà đánh trống sâu thì các bác chơi dòng này cũng được, nhưng đa số là lên thùng chơi súp hơi thôi. Đấy, cái dòng bát 40 RCF này thì là nó là cái hàng chính hãng của công ty The Well, hãng loa The Well ấy sản xuất. Đây này, cái vỏ bìa nó đây này các bác này. Đấy, và con này có cái mã là 15AH400A. Đây là dòng củ loa bát 40 RCF CF mới do cái công ty này nó sản xuất, nên là em giới thiệu mẫu mới cho các bác. Rõ ràng luôn các bác nhá. Và dòng này là dòng RCF. Của nó là mặt T, nó T lồi và có vòng nhựa tròn màu xanh. Lưu ý cho em nhá, đây là hàng hãng của The Well, hàng hãng thì bao giờ nó sẽ rất là tốt, nó chất lượng hơn. Con này màng ở phần mặt trên này các bác nhìn này. Dệt những sợi bông thủy tinh luôn nhá. Nghe em đang để ngoài ánh sáng rất là sáng luôn. Màng cũng là miếng xếp ly lượn sóng, con này gân vải tẩm dầu 3 gân, màng đen và nón đen. Và hai con này chất lượng màng của nó này, da gì luôn các bác nhá.
Với dòng RCM này thì các bác biết rồi, lên thùng thì chống rất chống sâu, đánh uy lực dã man luôn. Nhất là các bác chơi súp thì đánh rung tôn luôn. Con này nhện màu vàng cũng cổ côn 100. Và con này từ dày, nhưng con này là bích thép, kẹp lỗ bích thép màu trắng. Siêu dày luôn. Đây và bản xương con này thì lại xương nhôm. Cứng cáp luôn. Đây hàng chính hãng của tí nữa thì đứt tay. Chính hãng của đời của em này. Lồi đồng cối đá luôn các bác nhé. Và con này của lõng rơi vào 800W. 800W trên một cái. Đây là hai dòng bát 40 phổ thông nhất cho các bác chơi trong tầm giá. Với dòng bát 40 RCM này thì dòng 40GB này em bán theo đôi nhưng em không bán một cái. Nhưng với dòng bát 40 RCM này thì một đôi của nó là 2.9 triệu một đôi. Bát 40 RCM thì em có bán lẻ một cái cho các bác chơi súp được. Lẻ một cái là 1.450.000 một cái các bác nhá. Đấy, là video ngày hôm nay này em giới thiệu rất chi tiết cho các bác hai cái dòng mẫu này rồi. Các bác mua hàng với hai dòng mẫu này, thích mẫu nào thì alo, tham khảo thích hai dòng mẫu này thì điện về bên cửa hàng em để đặt hàng. Hai số điện thoại anh em là 5815 và 72. Hai số hotline điện trực tiếp cho em nhé. Hoặc các bác có thể là mua hàng, các bác có thể kết bạn Zalo, hai số điện thoại là nhắn qua Zalo cho em. Nhà em giao hàng toàn quốc. Thôi nha, em xin dừng video. Hẹn gặp lại các bác ở những video giới thiệu sản phẩm lần sau. Video mà hay, các bác nhớ like và chia sẻ. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ nhà em các bác nhé.